Mới đây thôi, đôi tay vẫn còn nắm chặt lắm. Vừa cách xa thôi, ta chỉ cười và xem nhau như người lạ, chạm vào trong những hoài ức. Có quên đi những thói quen, đôi tay đã buông xa rồi, chỉ mong anh được ngồi lạc lõng giữa dòng người. Sao em cứ ôm những bóng hình anh, đặt vài câu hỏi an ủi lòng để bớt nhớ anh, chia sẻ những thứ em vẫn thường làm khi có anh, cho chàng trai em. Sang một giây đổ vỡ.